đó. Ừ. Sửa cửa xong thì đi vô ngủ rồi. Tự nghe bước chân lạch bạch đi vòng vòng cái giường. Rồi chắc chú Tư vô đó. Em giật mình. Em quay qua, em thấy bà Đại đi uống nước. Thì em cũng đâu suy nghĩ gì nhiều nữa phải không? Cái vô cái giường ngủ. Tới 1 giờ sáng. Nghe tiếng gõ vô giường. Cốc cốc cốc. Cái xong sợ quá chìm mệt lại. Cái cảm giác như ai đè mình. Ngủ gió xong trời cũng tối rồi. Mấy anh em mình đi ngủ nha mọi người. Mấy anh em mình sẽ đi tắm nha. Bỏ thời gian nhanh nhanh thiệt chứ. A few moments later. Giờ mấy anh em sẽ đi câu đêm nha. Giờ đội tao thích đấu rồi mày nè. Giờ đội nào thua làm đồ ăn cho đội kia ăn. Ok. Quá vô đi mà đúng. Rồi, câu cùng một bến. Đội nào nhiều cá sẽ thắng nha. Hôm nay hãy dạy các em quay top top. 1 2 3 bắt đầu. Anh em mình đi. Hey. Hô to lên nào. Hey. Máu ở đâu là máu ở đâu? Máu ở đây là máu ở đây. Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Ở chỗ này là ở chỗ này. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cổ súng hào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cổ quay tay. Anh em mình thằng nào mất dạy? Mày mất dạy là mày mất dạy. Đâu quay đọc đá không? Đó mà mình mất dạy mày. Rồi Út sẽ chia cho mỗi đội một cây đèn. Dạ, đây là cây đèn thần. Cái đèn thần, thần đèn. Ước đi, ước cho nó đi. Gọi vô là cá chạy, gọi vô là cá chết. Dạ, dạ, dạ. Còn cái đèn luôn, không thấy thằng đèn không? Nè thằng đèn, nè thằng đèn. Ước ông thằng đèn vậy sao? Thôi, đội cấp tốc đi thôi thầy. Ok thầy. Ok. Có gì đó sai sai nha. Gì sai thầy? Cái này mình dân rồi, sao đi theo cấp tốc? Cao cấp rồi. Cao cấp rồi. Trời ơi. Bình dân giảng đẳng gà. Ba cái thằng cao cấp với thằng bình dân bỏ lên giờ đi nè. Ủa đang tình cảm với nhau kìa. Hai mấy đang làm gì tình cảm với họ? Gửi giùm Hiếu đi. Gửi giùm anh Hiếu đi. Lành bu dữ à, lấy câu lên dính áo tôi làm dữ à. Trời ơi, nãy thấy liền gờ gờ chứ mà. Gờ gờ bao đâu hồi coi nào. Gỡ ra giùm mà kêu gờ gờ. Gờ gờ để gỡ đó. Gờ gờ để gỡ đó. Gỡ đó. Yeah. Thiếu gì chỗ móc mà móc áo tôi. Tôi sợ ma nè. Chắc tôi muốn à. Xuống coi thằng thể câu được gì mà la dữ à. Gió thổi lạnh quá la gì đâu. Nãy có thấy cái phao đâu. Trời ơi. Ê lôi kẻ lôi kẻ. Ê. Lộn quá. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Một con. Wow. Sao? Có thui không thấy đường cũng dính đấy ta. Kỳ lạ vậy. Chờ sẽ câu cá nghe bến này nha. Bến này khá là lý tưởng. Nói chuyện hay chứ lộn không? Nói chuyện. Tại vì gió quá gió nên phải nói lớn lớn mình chút. Hiếu ơi xin miếng mời ơi. Hiếu ơi xin miếng mời ơi. Chúng mình dân mà ai cho hai mẹ mất. Ủa mình dân mà làm gì vậy? Đi lên lấy ăn câu đi. Mẹ ăn nè. Mình lộn xúc mày đi. Lỡ lấy rồi cho. Lỡ lấy rồi cho luôn đi. Không. Tại Hiếu nghèo biết rồi quen rồi. Ủa Hiếu nghèo chứ. Em có nghèo đâu. Ý là nó Hiếu nghèo. Em có nghèo đâu nha. Em có nghèo đâu. Em không em chị tao. Em hồi đó giờ em có nghèo đâu. Nghèo đâu. Mất con trùng câu cũng gây cá ích kỷ nữa. Hồi nãy trùng trước khi đi quay tôi đào với ai đào? Phải không? Phải với ai đào? Chắc là vậy không? Gì nữa? Ây da chắc chắn là như vậy rồi đó hả? Mày tính giờ đôi nghèo hay gì mày đào trùng mày? Tính trước bước qua nay. Ừ, nghèo khổ ghét cũng chán giờ lên giàu hứa ơi, được như ta không? Thấy mày hơn ta Hiếu ơi. Hơn gì? Hơn người ta cái khùng. Hơn người ta cái khùng. Ôi. Có chuyện gì chàng hết chuyện. Ôi. Quá hay rồi. Dạ câu thì câu chung một bến. Nhưng nếu như đội tao dính một con mà đội mày dính nửa con là đội mày thua nha. Mà đội tao dính một con đội mày dính nhiều con là đội mày thua luôn đó. Không kìa, không kìa. Dạ. Hoài hả? Kìa. Nó nhẹ nhẹ cũng kìa. Dớt, dớt. Dở lên nhẹ thôi con. Ôi dính luôn kìa. Ôi kìa ba. Dính nhẹ luôn. Oh my god, cái gì vậy? Cá bự rồi không nâng. Có cá được rồi đó. Wow. Kì vậy? Hai em. Cái nhẹ cá dính luôn. Trên đời nè, đâu biết trước được tương lai đâu. Đã cao cấp mà còn vậy nữa, thôi rồi à. Đời ai biết chứ, ngày mai ta sẽ ra sao. Dù trước dù sao. Nó thuộc rồi. Dạ chơi gáp không? Cẩm tài nè. Gáp không? Em anh gáp nè. Ai thắng người đó làm đồ ăn như người kia. Ai thắng người đó làm đồ ăn như người kia. Vậy ai thắng mà làm đồ ăn cho cái thằng thua hả? Dạ. Thôi vậy là thằng thua hay hơn. Vậy đi. Để cho nó gấp trước đi rồi cái thằng kia thua luôn đi cho rồi nha. Tôi gấp trước đi. Dính con. Dính trái kìa. Hát quá. Hát đi, hát đi. Nè ăn cá nha. Tàu sĩ nhìn tàu. Gà này nuốt gà gà mà nó đòi lại đánh tao. Nó mày cương cương. Nó cho mình làm cho cái sàn đấu. Cho mình làm cho cái sàn máu nó mày nghe. Trình mày vẫn còn nhỏ xíu. Ôi thằng nhóc này nhìn cái mặt mày thì hơi già, còn tóc mày màu đen nhìn cái mặt mày hơi là ngáo men. Đặng cơm. Trả trả trả. Đói rồi.
Rồi vô lẹ cười để tôi chết vậy. Đi tới 10 không lắp lại thôi. Yeah rồi quá chắc hai chữ vậy. Yeah cái quần màu đỏ áo màu đen nhìn mày rất là ngu hang mụn mụn thì bự chà quá mày không con cá là mày đói mang. Mà lúc này tao sẽ đắp mặt mày chảy máu. Mày bảo chú ơi chú đừng có đẩy cháu. Mày là hàng cháu chắc. Tao sẽ đấm cho mày chảy máu mà. Tao sẽ lướt đi trong đêm tối. Kéo đầu mày xuống tao sẽ lên vô. Quay đi. Anh ấy hết nhớ rồi. Tao lên là mà kéo xích vô. Tao cũng gặp mày kéo vô. Tao lướt xét vô và kéo cái mic vô. Bước vào đây mày chơi với tao nè. Đánh lộn không nhóc coi chừng mày sẽ khóc. Ra mình phố làm đại ca coi chừng thằng cha nó quýnh cho mày nha. Mày đã sẵn sàng chưa? Tao sẽ đấm mày sẽ khóc như mưa. Làm sao? Mày thì tóc thì tao rất cao. Bằng cái áo màu xanh, cái mặt thì như cái trái banh. Tao sẽ lấy mặt mày xuống, tao sẽ đá banh. Thôi mấy bà, lo đi câu cá không lo, lo gáp. Xuống đây gáp tôi cho tôi vài cá thôi. Hẹn chơi gọi điện nha Linh. Cùng qua em nè, cùng chéo qua em. Lộn. Rồi, được một con cá rồi. Tao mà. Ơi dạ. Kìa đợi con đó nè. Hai con cá rô. Trông lương. Cá bảo vệ Linh luôn. Thầy Nam sao thầy ngồi sát bên tôi với ạ? Màn đêm buông xuống, thầy rất là sợ những cái chị áo trắng. Ê cái gì vậy? Giật lớn hàng, dính nè. Một con có rơi nữa nè. Cái bùa nó mập. Wow. Bự ha. Ok giật. Tàu ơi. Có gì không? Ê cá kìa. Đang giật lên cái bọc mũ vậy nè. Đem vô khoang luôn hay gì? Nhiều khi có dính bịch tả, có vàng trong nữa. Lên phao không? Wow. Lên nguyên con luôn. Ôi ơi cái phao đẹp mà còn câu hai lưỡi nữa. Thay tớp đẹp không? Đẹp. Có gì có cục đờm nữa. Con chồng mất. Thời tiết lạnh bây giờ là chuẩn bị sắp sang xuân rồi. Xuân kêu quang thấy trong lòng tao ngứa gan. Uống bia xong ta đã bị bệnh gan. Bệnh gan. Ủa Ngọc gì? Đi quay dẫn bạn hay gì hả? Út nói là đi quay mà dẫn bạn mà dẫn thì chi chạy. Tao có dẫn đâu. Có cái bên kìa. Bye. Xin chào. Cái gì hả? Mày đi quay của tao đi quay mà. A few moments later. Rồi một tiếng đã trôi qua. Ngưng. Hả? Bao vô. Rồi lên nguyên con luôn. Rồi ngưng nha. Ơi dạ. Ngọc được con nữa hay gì con? Dạ. Kiếm rồi hàng. Kiểm hàng. Đợi ít xèo. Trời đã bị xỉu à. Ủa sao đợi mình kìa? Đợi kia nha. Nam con. Ủa? Sao con? Sao con? Ê, con đi. Con nè. Đúng rồi con à. Chị là... Rồi con nè. Bảy con. Một bên bốn đứa mà câu hơn ba đứa. Còn con. Nói chung là kết quả là đội con thắng không? Rồi. Rồi kia là do đội mình ăn đi. Giờ mình ăn đốt bữa trà nha. Đốt trà lạnh quá. Ai cho mấy người nấu? Mấy người trong lều mà chưa vô lều đây. Tôi chưa ăn cái gì mà vô liều làm gì? Thầy Nam nấu ra thì vô cái túp liều lý tưởng của tôi hả? Cái gì túp liều lý tưởng của anh và cô anh. Ngọc tới ngủ với tôi nữa nha. Không có đâu. Tôi mà không ngủ với Ngọc tôi sợ ma lắm. Sợ ma lắm. Ngủ với Mập thôi, ngủ kìa, với Mập không sợ ma. Ê, mấy mày, gọi lên đi tao kể chuyện ma cho nghe nè. Thôi ngồi anh giữa nha. Thôi ngồi bìa đi. Sẵn bả này, bả đi. Rồi, xin lỗi nha, nó còn vui lòng. Rồi, cái dân mai cho nghe nè. Ừ, kể đi. Vào một ngày đẹp trời, em có gái. Những con bóp xinh. Mày nghe không? Không. Không nghe thiện gia, nghe không? Không. Không nghe sao mày ngồi ở đây? Ngồi bên lúc tay là không nghe. Ok. Rồi, chị kia nghe không? Nghe. Nghe mày nè. Nghe. Dạ. Ngày xưa, có con mẹ bán vô. Mắc đi cái đầu mày bây giờ. Nhưng không cho kể nghe nè. Vào một ngày đẹp trời im. Vào một hôm có một cô tiên nữ cho một cái bom nữ hoa thảo. Mày nghe không? Ai kể chuyện ma đấy làm sao hiểu tôi. Xin lỗi tôi kể thầy Nam làm gì bú bú đi đè họ văng vô luôn bây giờ. Dân là chính đi vô giữa đi. Nè rồi chuẩn bị nghe nè. Thằng nào mà chét chét cái mỏ vô tao quýnh một cái là cũng cái găng nha mày. Chết qua đắp rồi. Tôi kể cho đội cao cấp nghe nè, phải gọi đẳng cấp lắm tôi mới kể đó. Mày làm gì mày nghe chuyện ma mà bệnh lỗ tai sao hấp dẫn mày.
Rồi kể nè, vào một ngày đẹp trời. Trời. Con chó này, con chó này cắn nè. Cái gì vậy? Biết ngay là cái chuyện làm vậy mà. Thứ hai là con chó nó cắn con heo, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ ba là con heo bị chết, thứ sáu và đến thứ bảy con heo đâu có chết luôn. Sao cái chuyện ma hết, con heo đang chuyện ma vậy trời. Trả chuyện ma thằng bạn đi. Rồi. Và một chuyến đi chơi, câu chuyện này có thiệt luôn nha. Là bữa đó tôi có đi ghen một cái nhà quan. Cái nhà quan nhìn rất là rùng rợn. Cây cối âm trầm. Ta đi ngang tới khúc nhà quan. Tự nhiên cái bánh xe nó bể. Tôi dắt xe qua nhà quan. Tôi giờ vô. Chưa có ma luôn trời. Con ma lúc mà cá cười. Không phải. Cửa mở ra. Đóng lại. Mở ra. Thấy nguyên con. Nguyên con gì? Nguyên con chó luôn. Nguyên con chó luôn chứ gì. Ôi chị ghê hả? Trong con chó nó đút cái mỏ ra. Cái gì hả? Chó gì đút mỏ. Nói cho anh cái chuyện ma chuyện hài hả? Chuyện ma cho đút mỏ ra. Nhìn tao. Nó kêu là mày cút liền. Mày cút liền. Em cho tao kể. Thấy con chó, cái con chó lú mỏ ra. Cái nó nói chú bà bi buồn nhẹ nhú. Chú bà bi buồn nhẹ nhú. Đi cho con gãi vậy. Mày, con chó đó đó nó dòm tao. Tự nhiên nó sổ mày. Xong cái tao đi. Tao đi qua vừa khỏi cái nhà quan mà nó vẫn sổ. Cái tao quay ra sau lưng mình nhìn thấy Nguyên con ma luôn trời. Giờ em kể cho anh nghe câu chuyện này có thiệt 100%. Câu chuyện là một ngày về ngoại. Câu chuyện của Sika là một ngày về ngoại. Cầm được con chó. Câu chuyện này lạnh sống lưng đó. Che cái lưng đi. Câu chuyện này mà mấy bay nghe là ái trong quần hết trơn luôn. Dễ sao không? Thôi Sika cho ngoại đi. Bữa đó em về ngoại em gặp hai con chó. Xong cái sổ tiếp. Em đã được kể là bữa đó về ngoại khoảng 11 mấy. Tối rồi về tới ngoại là cha mẹ em cởi đồ ra vô ngủ. Vậy cởi đồ gì? Cởi đồ hành trang áo khoác đồ ba ơi. Lại mà rồi em kể cái em thì không thích ngủ về ngoại, không thích ngủ chung cha mẹ nên ngủ với anh Phúc là nằm ngủ mà em thấy cửa sổ mở cái em chạy lại mở là ông đóng đó. Nói chưa ghê phải không? Chưa. Cái nóng lại thì tự nhiên gió quá trời luôn. Cái em vô ngủ, ngủ xong cái tự nhiên em nghe cái đúng. Nhìn ra cửa sổ. Thấy cửa sổ mở ra. Cái em ra đóng lại tiếp. Mất công lạnh, cái vô ngủ tiếp. Cái chữ đúng nữa. Lúc đó em cũng sợ sợ rồi. Mà cũng ghé cái đóng lại, mất công lạnh. Cái hồi cửa sổ kia cái đúng nữa. Em nhìn ra cửa sổ. Rồi em suy nghĩ là em ra đóng thêm lần nữa. Mà cửa sổ có cái chốt gài không? Gài kỹ lắm rồi. Tự nhiên sao vô nằm ngủ khỏi mở cái nữa. Cái em nhìn ra ngoài. Em thấy cậu Tư em đang sửa cửa. Cậu Tư em đang sửa cửa mà em đóng hồi tôi nói là cái cửa bị gió thổi hư mà đóng nó quậy mày. Làm tao nãy giờ sợ chết luôn. Cái còn chuyện của Sika hay kể là muốn cảm lạnh luôn á. Cái đó là mới đầu chuyện thôi. Còn khúc giữa nó ghê. Đêm đó sửa cửa xong thì ghi vô ngủ thôi. Tự nhiên nghe bước chân lạch bạch đi vòng vòng cái giường. Gọi chắc chú Tư vô đó. Em giật mình. Em quay qua, em thấy bà đại đi uống nước. Thì em cũng đâu suy nghĩ gì nhiều nữa phải không? Cái vô cái giường ngủ. Tới 1 giờ sáng. Nghe tiếng gõ vô giường. Cốc cốc cốc. Cái xong sợ quá chị mệt lại. Cái cảm giác như ai đè mình. Cái dở cái mền ra, thấy anh Phúc xin vô ngủ chung. Tại chổng chật quá. Chật. Người cá sẽ mang người nghe nha. Cô đá nhướng vừa cô vậy hết hồn. Cô nhìn qua không thấy ông đâu chứ. Cô đá rồi tới không có mà chưa thì kêu. Thì câu chuyện tôi ở đây kết thúc nha. Nãy giờ đâu ai nói chuyện ma đâu. Vô tay rồi. Vậy tao có đứng về đây. Con chuyện vậy mà đáng sợ gì. Con chuyện của tôi mới đáng sợ nè. Đâu anh kể thử ai đáng sợ không. Đắp mạnh vô đi. Rồi. Rồi cảm anh ra đi. Thôi lạnh. Lạnh gì cả chú nóng lên à. Khỏi lạnh. Không nóng. Rồi kể tiếp đi. Một ngày nọ tôi đi về nội chơi. Nói không là rồi nãy về ngoại bơi chơi ban ngày luôn. 12 giờ trưa đi ra ngoài sân hè. Sao đó
nó rùng rợn lắm. Ông hay chưa, có đâu nó rùng rợn lắm. Tiếng nước chảy tỏn 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 gì hết. Tiếng nước gì kỳ á, tỏn 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 thì ra thằng em tôi đang xè gọi tôi đi vô. Gọi tới lúc tối tôi thấy thấy trắng trắng. Dạ tôi đi ra thấy bà nội tôi đang uống nước. Rồi tự nhiên lại nhìn ra sau hè thấy có bóng cây, cái chạy vô nhà cầu lấy giấy làm gì. Ê sao nữa chứ mà có gì vậy vậy giọng trời. Câu chuyện của anh kể gồng gọn vậy. Khúc nào mày? Khúc anh ị á. Khúc anh ị á. Ị có đỏ mặt luôn không? Không, giờ mới thấy ma thiệt nè. Kể tiếp đi, kể tiếp đi mới mua được con chó đu ba. Giữ nhà hay bị lĩnh. Đó, bây giờ rồi sổ đi, thử có ma không? Thầy ấy à, ướt nhẹp luôn rồi. Thôi đó kìa. Lúc đó là 10 giờ, 10 giờ đêm. Đúng rồi. Con vẫn còn ngồi bấm điện thoại. Đúng rồi đó con. Cầm cái điện thoại, gặp. Gặp anh Ma Gà Minh. Ma Gà Minh. Ma Gà Minh. Ma chân thật. Ma đi. Ma như má. Đỏ lắm nha. Wow. Đó. Ê, để con cấp cho một bếp ga nha. Phải nói bằng bếp củi chứ. Do mai qua, để tôi nấu bếp ga cho đội bạn được ăn mau, được ngủ sớm. Ừ, làm đi. Tối nay đòi hàng món gì? Hôm nay đòi thầy ăn lạc xưởng. Wow. Lạc xưởng gì thầy? Lạc xưởng Đức, tưởng đâu nay sung sướng, ai ngờ mình khổ hơn, đúng không? Mấy đứa ngồi trật tự nha, đang làm đồ ăn ra, đừng có lộn xộn. Đâu, sẽ kêu không? Ủa sao chiều đội bạn ăn gì dị hổm vậy? Nào là ăn khoai tây, khô gì kìa. Có lạc xưởng đó mà. Còn nhiều đồ ăn lắm, nó dành ngày mai ăn. Nó là bồn với cá rồi, tôm hồn với cá rồi, cũng là ông đó là phải chuối nè. Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Và cái này là món ăn giặt chơi buổi tối thôi. Ủa sao nó màu xanh vậy thành màu vàng ta? Tập tính của nó gì đó. Mình ăn cái gì màu trắng á, màu đỏ gì là ra là cũng màu vàng hết à. Như là mình uống nước gì là nó cũng ra màu vàng hết à. Nó ba tầm bảy không à, tôi hỏi thiệt chứ bụ. Thì hỏi thiệt, tôi nói thiệt đó. Vậy thường ngày ra màu đỏ hay gì? Ra màu đỏ, ra màu xanh nước biển hả? Nhiều khi ăn cam á, nó ra màu cam sao? Ra màu đỏ là bị xuất huyết đường ruột đó, nó mới ra màu đỏ đó. Thì Nam ơi đi quay mà nó tầm bậy nghe bẩn quá à. Thì Nam nha, bố đang quay cắm kệ hay nói mấy cái điều tào lao đó. Như là nói xít gà, xít vịt, xít heo, xít chó, xít bò, xít tử, xít hù gỗ, xít ngựa. Nó không nói mấy đó nha. Dạ, nó là cốt gà, cốt vịt, cốt heo hả? Thôi, mấy này lầy quá. Giờ nó xúc xích cho đội bạn ăn coi. Đáng sướng. Không, tối nay mình ăn cái gì ạ? Còn cơm dư á, mình chiên lên. Cơm đâu mà ăn, hết cơm rồi, nãy là còn cơm khét không, lấy chiên là ăn. Thấy tội cho là bình dân quá. Ừ, cái đó kìa. Vậy đổi hại cho tôi cái gì ăn đi. Nó tội à. Chucking nít nhá. Được, tội không cho gì ăn hết. Ờ, để hồi cho mấy khúc lạc xưởng đồ gớt dưới đất. Tụi bay ăn giò hay ăn vừa? Chính là à, chứ sống sao ăn? Sống tao ăn chờ. Chẳng là chiên cho tụi bay ăn hồi tao mượn cái chảo chiên cơm luôn nha. Để cho tôi suy nghĩ lại coi có tội nghiệp hay không. Khối lạc xưởng chính là này rồi. Nè có lý đó. Ủa sao mấy bay không về chọn mấy bay ăn đi qua tao chi ạ? Người ta nói là nhiều người ăn càng ngon. Nhưng mà đợi em ăn được rồi, đợi anh ngồi nhìn đi. Cái liều của anh để ngủ chứ không phải để đem ba cái đồ này vô ăn đâu. Cái liều này hợp lý nè. Hai ba đứa dách không có nè. Cũng gió mát nè. Trên đây lũng lỗ coi chăng nè. Vậy cũng hợp lý rồi. Ngồi đây cho có ăn có người ta thèm chơi đó. Để nước miếng, cho nước miếng. Cắt lạc xưởng đứt ra rồi mình chia người từng miếng từng miếng. Hơi nóng rồi. Giờ mình sẽ làm cơm trái cho mấy đứa em mình ăn cho đỡ lòng mới được. Sao cơm trái không có chà bông không? Có gì ăn nấy đi, vậy là quý rồi đó. Giờ mày mần xong cái đi, tao khô cho mày ăn. Không tao làm chà bông tao để đây cho mày ăn. Thôi tối rồi khuya rồi, có gì ăn nấy đi. Muốn làm chà bông cá không? Thôi. Chiên ba cái bánh thơm ăn kìa. Lạnh. Lâu quá trường khô. Mẹ có bia nó ngon hơn mà. Thôi mọi người. Mọi người miếng khô. Mọi người miếng khoai tây nha. Mọi người miếng khô nha. Ăn ngon rồi ở lòng ấm. Mọi người ăn miếng khô nha. Mọi người miếng lạc xưởng nha. Ăn thôi tụi con ăn đi. Tụi con ăn đi. Bác Út ăn với đội Bình Dân bạn. Lát rồi. Ăn cơm chiên. Lát rồi. Mọi người ăn là sướng nha. Đã con cắp rồi mình được sung sướng nữa. Mốt nhớ ngủ chơi nghe anh Phong. Dạ cái trò là cục chắc á. Chứ mà nổ họ chắc banh luôn cái trò tao quá.
cao cách gian sơ sài mình hổ quá à. Tôi cao cấp ở đây nè, là cao cấp hơn bình dân là được rồi. Đúng rồi, tôi cầm cao cấp hơn ai đâu. Mấy anh em muốn nước lẹ đi, gọi vô lẹ ngủ nè. Mày xin phát bỏ gì vậy? Bỏ hình cái bún luôn. Bỏ tôi nha. Banh cái lèo bây giờ. Đứa nào hả? Đông á. Tôi kêu kéo nhanh đi, kêu nhanh cái bún. Đâu ơi. Hả? Lấy con ngủ với tôi nha, không sợ ma lắm. Ok. Ok. Chị kia, mình ăn cơm với tao chi chị kia. Mày ăn kiểu sao không? Mày ăn như người ta vậy đó. Mày ăn như người ta vậy đó. Ăn như người ta hả? Ừ, okay. Vậy cũng hỏi nữa. Để em nặng. Y chang đúng không? Y chang người ta đó. Y chang người ta đó. Có gì đâu khó, người ta nặng sao giờ mình nặng vậy? Rồi nè, vậy phải người ta chưa? Cái gì mày? Thì người ta. Thì người ta. Tao kêu mày, mày nặng như người ta chứ không phải nặng người ta. Như người ta nè. Người ta nặng dẹp, mày nặng người ta. Cái đầu, cái tay, cái tay. Cái này là không phải biết cái gì. Thôi bỏ đi chiên đi mày. Mày nặng như người ta, mày nặng vậy. Khó tao được chứ. Kia nặng như người ta thì tao nặng như người ta. Tao kêu mày nặng như người ta nặng á. Tao nặng nãy giờ sao? Mày dịch dẹp, mày dịch dẹp. Sao mày nặng người ta? Anh kêu là nặng như người ta. Người ta nặng dẹp dẹp chứ cho chín. Còn nó nặng thành con người ta dài dục đó. Chỉ biết như nào mới chín. Thì cơm chín sẵn rồi, không chín thì nó cũng chín luôn mà. Được rồi. Ăn không giòn. Thôi ăn cơm chiên ba con. Lâu lâu mới vô bình dân bữa. Không là một lần bình dân. Ngọc hai lần bình dân. Thì ke thì mãn tính ba lần. Mà mọi người ăn cơm chiên nha. Mọi người ăn cơm chiên nha. Mọi người ăn cơm chiên nha. Chấm tương ớt nè. Mọi người ăn cơm chiên nha. Đây là cái chân người ta mà. Người ta chỉ có mình ăn à, không dám ăn. Mọi người ăn người ta nha. Thì hứa là xì ke của người ta coi. Xì ke của người ta hả? Chứ lẽ của bà là mày ăn cái đít của xì ke của người ta. À không, của người ta có xì ke. Thôi với Sike ngủ đây nha, em qua đi ngủ á. Đội nào? Bình Dân. Rồi sao qua cao cấp hả? Thì bên đó ngủ ngon. Rồi sao không ngủ bên này? Bên này thì gió vô dù dù mũi nữa. Bất công làm thêm cái phòng nữa. Bộ chày ngủ không được gì làm thêm cái phòng? Không. Thì đi đi. Ừ bay à. Tốc độ à. Bấm nút biến đi. Đi tụi bà không biến ở đây đó. Ghe đi liền. Linh ơi, mở cửa cho tôi vô Linh ơi. Vô đi, vô đi, vô đi, thoải mái. Má chết trời. Trời ơi. Phu, phu. Vô đi. Hẹn mọi người bữa sáng ngày mai nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Bye. Ôi gọng dữ ta. Hết hồn liền. Gì vậy? Ngủ không lo ngủ mà giờ còn đi cà khẹ người ta nữa không? Út tính ngủ đây gì không? Không dám. Út không bao giờ dám vô ngủ đây. Tối chắc Út bị ngạt. Nguyên đêm là mơ nổ bùm bùm bùm. Út đi qua đội bình dân ké nó ngủ. Con chưa Tết mà con không muốn nghe. Trả lại, trả lại. Đúng rồi, cái mụn để vậy nè. Chừng nào lạnh tụi con đóng lại nha. Chả không kẹp luôn đóng. Chả kẹp. Ngủ ngon nha, hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai nha. Bye bye. Rồi tụi con ngủ đi. Rồi tối nay mình sẽ ké đội bình dân nha. Ngủ ở đây. Họ mát dữ à ngang. Cháu con không chứa. Quá gió luôn rồi, vậy chứ ngủ đâu. Ở bên kia thấy vậy chứ cũng hơi chật. Nhưng mà 4-5 đứa chắc vô cũng được mà thôi. Sợ bị ngạt khí. Sợ lắm. Ở đây gặp thông nhưng mà hơi chóng. Rồi tối nay mấy chú cháu mình sẽ dằn mùng ngủ ở đây. Có cái mùng nó cũng an toàn nha mọi người. Không có bị mũi cắn chứ gắn rít rồi nó không bò vô được. Rồi video ngày thứ nhất của mấy chú cháu mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai. Rồi chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Tạm biệt. Bye bye.